Xin kính chào quý khán giả đang xem kênh Sóng Ngầm TV. Lâu lắm rồi Bích Phượng mới lên livestream. Vừa rồi ở trên Tây Nguyên Đắk Lắk đó có xảy ra cái vụ khủng bố của những người dân tộc thiểu số xuống bắn giết các anh công an và những người dân vô tội. Thật tình là Bích Phượng đã được xem những cái clip đó trích xuất từ camera, thấy bọn chúng không khác gì IS, rất là độc ác. Chúng cầm dao, chúng đâm những người tài xế đi đường. Mình thấy có một cái clip đâm mấy nhát đó vào cái người tài xế đó. Còn như ở trong trụ sở thì quăng bom xăng, cháy hết một số giấy tờ, và có những cái hình ảnh của anh công an nằm chết, máu me đầm đìa, thấy đau lòng lắm. Thật sự là rất đau lòng các bạn. Nhưng mà mất dạy hơn nữa là cái đám phản động lưu vong ở nước ngoài, chẳng hạn như thằng Nguyễn Văn Đài và nhiều những đứa khác. Chúng nó lên tuyên truyền là chính quyền cướp đất và chính quyền chia rẽ người Kinh và người dân tộc. Tất cả những cái tin này là các tin bố láo xuyên tạc bịa đặt của cái đám phản động lưu vong từ xưa đến giờ nha. Ngày xưa đó thì chúng nói là cộng sản là đàn áp đạo Thiên Chúa. Nhưng mà sau này chính những người đạo Thiên Chúa yêu nước, họ lên họ đập thẳng vào mặt chúng nó. Họ lên clip họ vạch mặt chúng nó ra. Chúng nó rất nhục, chúng nó không còn cái cách gì xuyên tạc. Thì bây giờ chúng nó quay qua, chúng nó xuyên tạc là chính quyền cướp đất. Nhưng mà chính quyền không hề cướp đất, không hề giải tỏa, không hề liên... Những cái người khủng bố này không hề liên quan gì đến đất đai nha các bạn. Đây là những cái chiêu trò xuyên tạc khốn nạn mất dạy của chúng nó. Chúng nó vì cái gì? Vì những cái đồng đô la lẻ. Các bạn còn nhớ đất nước của chúng ta xưa nay không? Trải qua thời Nhật, thời Pháp, thời Mỹ đó. Đã từng xảy ra chiến tranh rất là nhiều năm, lên tới mấy chục năm. Là do đâu? Là do cái đám phản động trong nước mình đây nè. Là cái bọn mà kêu bằng bọn ngụy rồi bọn tay sai đó. Chúng nó cổng cổng rắn về cắn cả nhà. Chúng nó rước giặc về giày xéo đất nước ta, bắn giết đồng bào ta, rải bom nguyên tử, rải bom gì, rải chất độc màu da cam. Các bạn thấy không? Những cái hành động ác độc thú tính của chúng nó để trải qua những cái cuộc chiến tranh đẫm máu như vậy, thì người Việt chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu, đã biết bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu liệt sĩ ngã xuống để đổi lấy hòa bình như ngày hôm nay. Thế nhưng mà nào đã được yên đâu các bạn. Bây giờ chúng vẫn len lói ở trong đất nước chúng ta. Các bạn còn nhớ cái năm 2018, mình cũng nhớ là ngày 11 tháng 6 năm 2018, chúng nó quăng bom xăng ở ngoài Bình Thuận, cũng gây bao nhiêu là tổn thất, cháy hết, đốt hết, xe cộ cháy hết. Vì sao á? Chúng nó cứ nhắm vào những cái nơi đó, những cái nơi công quyền, công an, quân đội. Bởi vì một đất nước á mà không có công an, không có quân đội á, thì sẽ sụp đổ. Mà khi đã sụp đổ lên được á, chúng nó đã thực hiện được những cái mưu đồ thâm độc của chúng nó, thì chúng nó sẽ biến người dân chúng ta thành lô lệ
để chúng nó sai khiến, chúng nó bắn sai khiến chính người Việt, bắn giết người Việt nếu như chúng ta không làm theo nó sẽ giết chúng ta. Cũng như thời Ngụy, thời Ngô Đình Diệm đó, cái đám gọi là Ngụy Việt Nam Cộng Hòa đó, nó cầm súng nó bắn giết người người đồng bào chúng ta là do đâu? Cũng do tụi Mỹ, tụi nước ngoài đó, nó bỏ tiền ra, nó sai khiến, chúng nó vì tiền mà, chứ vì cái gì đâu. Tôi thấy cũng có rất là nhiều YouTuber nói, nhưng mà tôi vẫn phải nói, tại vì chúng nó cũng lên nó xuyên tạc, nó phủ kín hết cái Facebook lẫn các trang mạng, các group, thì tôi cũng phải lên tôi nói, để cho nếu như lớp trẻ có tình cờ lướt mạng thì thấy tôi và thấy nhiều người nữa nói về cái đám này, thì để các em các cháu nó sẽ hiểu được về cái đám phản động nó như thế nào, nó đã nghe lời ai kích động, chính nó đã nghe những cái đám phản động lưu vong ở nước ngoài, chúng nó cũng là người Việt Nam chúng ta thôi chứ không là ai hết các bạn, nhưng chúng nó là vì những cái đồng tiền, những cái đồng tiền để chúng nó ăn nuôi vào cái mồm, vào cái bản thân của chúng nó mà chúng nó đem giết đồng bào chúng ta như vậy đó. Các bạn có biết không, Đảng và nhà nước chúng ta là những người đứng đầu luôn bảo vệ cho nhân dân và đất nước ngày càng phồn thịnh, ngày càng phát triển, nhưng trong cái bộ phận mà công quyền thì cũng có những cái người mà sai phạm, cũng có những cái người mà tham nhũng, ở đất nước nào cũng có chứ không phải đất nước Việt Nam. Nhưng mà khi đất nước Việt Nam có đó mà bị phát hiện thì đều bị bắt hết, đều bị vào lò của bắt tổng hết. Nếu như mà không có người bắt cái đám tham nhũng đi vào tù và đăng lên đài lên báo thì cái đám phản động nó đâu có biết đâu, đúng không? Khi đăng lên chúng nó mới biết chứ làm sao chúng nó biết được. Nhưng mà khi mà bắt lên, đăng lên thì chúng nó lại xuyên tạc về cái đường lối của Đảng và của nhà nước là bao dung bao che rồi thế này thế nọ, chúng nó nói đủ đường, kiểu gì chúng nó cũng nói được hết. Nếu như nhà nước không bắt á, cái đầu chó chúng nó làm sao biết được, đúng không? Tại sao những cái việc tốt đó chúng nó không nói mà chúng nó chỉ nói những cái điều xấu, ai đã làm, ai đã bắt những cái đám đó, cho nên không đến lượt cái đám, cái mồm thối của cái đám phản động này nó xỏ xiên vào. Chúng ta phải hết sức cảnh giác về cái đám xuyên tạc này. Rồi bây giờ lại còn có những cái đám mà Facebooker chuyên môn đăng lên nói, cũng nói leo theo là chính quyền cướp đất ở Đắk Lắk, cho nên những cái người dân tộc thiểu số này mới bức xúc, mới bắn giết. Chúng ta phải lên nhớ súng ở đâu chúng nó có, và có những cái chữ đề ga ở trên súng của nó là bọn nào, và chúng nó đang thờ một cái cờ, chúng nó đang trưng một cái cờ mà có con voi đó, là cái đạo nào, ai đứng sau, ai đứng sau cái đám này, ai là người rót tiền, ai là người đưa súng, đưa vũ khí cho chúng nó bắn giết, thì chúng ta phải luận ra nha, là ai đó đứng sau chúng nó, nhưng mà chúng ta chưa biết thôi, để cái chuyện này thì từ từ nhà nước khác điều tra, khác có biện pháp. Chúng ta là người dân chỉ đề cao cảnh giác và đừng nghe theo lời bọn xấu là được rồi, đừng nghe lời xuyên tạc là được rồi. Thì những cái Facebooker này cũng bị phạt vậy. Nhưng mà không phải là chúng nó tình cờ mà chúng nó đưa những cái tin này. Không phải là chúng nó ở lướt mạng, chúng nó thấy người ta đăng rồi chúng nó nói leo theo, là không phải. Mà chúng nó có chủ đích cố tình, nó cố tình tuyên truyền, nó cố tình đăng đó. Nhưng mà những cái tụi này thì chúng nó cũng bị gọi lên và đóng phạt 7 triệu rưỡi rồi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghe theo chúng nó mà để đăng, mà để nói, để tuyên truyền, chúng ta sẽ bị phạt. Mà vô tình chúng ta làm hại đất nước của chúng ta, trong đó có gia đình cha mẹ chúng ta đang sống ở đất nước Việt Nam.
chúng ta không được tin, nghe tin cái chúng này, bọn nó, cái bọn xuyên tạc này. Và còn có rất là nhiều người, mình lướt Facebook mình thấy cũng có nhiều người đạo đức giả dễ sợ luôn. À, khi chúng nó cầm súng sang, chúng nó bắn giết á, đồng bào chúng ta á, những anh công an á, những người mà đang giữ sự sống, sự bình yên của chúng ta đó, hàng ngày đó, máu me đầm đìa như vậy đó, đó. Chết hết 8-9 người như vậy đó, thì không thấy ai nói là thương, nhưng mà lại là nói là những cái thằng khủng bố đó là vừa đáng trách mà lại vừa đáng thương. Thương chúng nó ở chỗ nào? Chúng nó đi bắn người, chúng nó giết người thì chúng nó mới bị bắt, chứ không tự nhiên ai bắt nó mà thương. Nếu mà nói như vậy á, thì khỏi bắt nó đi, dân mẹ nó đất nước cho chúng nó luôn, để cho chúng nó cướp hết, chúng nó giết hết đi, thương cái gì hả? Đúng không? Mình nói thật chứ mình á, mình thấy nhiều đứa nó nói yêu nước, nhưng mà nó lên đây á, nó nói hả, nửa nạt nửa mỡ nghe mà thấy phát ghét. Rồi đăng những cái đoạn video, video lên đầy mạng nè, vợ con của mấy thằng khủng bố đó, rồi khóc lóc, rồi hả, nói là không biết, rồi nói là thế này, dân này là thế nọ, A, B, C, D, đủ điều hết. Tôi nói thật với các bạn, một khi mà đã xảy ra khủng bố đó, hoặc là xảy ra trong nhà mình đó, thằng chồng mình nó có một cái rục rịch gì đó, đó, nó làm những cái việc lớn, đi giết người trong khi đó liên kết với bao nhiêu thằng đó, như vậy á, thì nó cũng phải có một cái sự chuẩn bị từ nhiều ngày trước, đúng không các bạn? Mà con vợ trong nhà không biết gì hết, cũng có một trường hợp, hai trường hợp không biết. Thì tôi nói không biết, nhưng mà đâu phải là đứa nào cũng không biết đâu. Đứa nào cũng nói là không biết gì, bị oan, rồi con cái nheo nhóc, rồi khóc lóc, đem những cái hình ảnh đó để xạo, để lấy lòng thương của mọi người hả? Ủa rồi nhà người khác bị giết thì người ta cũng không có con à, người ta cũng không có vợ à, mà lấy những cái chuyện vợ con ra khóc lóc để lấy lòng thương của mọi người. Cái chuyện đó, vi phạm pháp luật giết người là phải tù tội, mà cao nữa là tử hình, chứ không có cái chuyện đi lên đây mà khóc lóc mà oan ức gì đâu. Người ta bị chết đó, bị đâm đó, do những cái bàn tay khủng bố khốn nạn đó, độc ác đó, còn hơn IS đó, nó có nhìn thấy không, nó có biết không? Hay là những cái đồng tiền đó nó đem về chia nhau ăn đớp với nhau? Đừng có nói là vợ không biết chuyện đó, không biết gì, không liên quan. Thì ai làm nó chịu, đúng, nhưng mà nói cái chuyện là không biết hay là thế này thế kia là đừng có xạo, đừng có giả bộ, đừng có lấy lòng thương hại của cộng đồng, của cái đám ba que, của cái đám phản động chó, đừng có giả bộ. Thấy chúng mày, ta thấy ta mắc ói, ta căm thù thêm. Đối với ai nghe cái lời của chúng mày nói, thấy chúng mày khóc lóc thì chúng mày đem vợ con ra khóc lóc, thì là thấy tội nghiệp, thấy thương. Còn đối với tao càng căm thù thêm. Tốt nhất là đừng có diễn trò, đừng có khóc lóc cái gì hết á. Cái đồng tiền đó, nó thắng, nó được thì nó cũng đem về, nó nuôi chúng mày, nó chia cho chúng mày. À, nó có trốn được, nó đi được, nó cũng đem cái dắt cái lũ chúng mày đi theo, nó trốn theo. Tại vì nghe cái đám mà phản động lưu vong nó nói là nếu mà hả hoàn thành là sẽ cho rất là nhiều tiền, sẽ đem ra nước ngoài sống mà ha. Làm cái gì những cái chuyện tày trời như vậy mà con vợ lại không biết. Hằng ngày tối ngủ với nhau đó, thằng chồng đi đâu vắng một bữa rồi cũng phải biết nó đi đâu, nó làm gì chứ. Nó không biết là thế nào, chẳng qua là lấp liếm bao che, làm như ta đây là đáng thương lắm, không biết gì, cho cộng đồng tin tưởng. Đối với tôi dẹp mẹ mấy cái chuyện đó đi, thấy ngứa mắt thêm. Cái đám ba que, cái đám lưu vong ở bên Mỹ, bên Cali đó hả, chúng nó rầm rầm rộ rộ lên, chúng nó xuyên tạc, nó xuyên tạc nó thì ai nghe. Bây giờ hả, chỉ có nước bỏ tiền ra để dụ dỗ những cái đứa làm biến á, làm biến làm á, cái có đồng tiền để ăn chơi, bán rẻ đất nước, bán rẻ cái linh hồn, làm người không muốn, là muốn làm súc vật. Nói chung là tội ác gây ra, cho dù người không bắt được thì cũng không thoát khỏi cái lưới trời, và không có thoát khỏi phải trời đất. Đứa nào gây ra tội ác
Với con người đời đời kiếp kiếp nó sẽ ở trong địa ngục, có thể thoát được kiếp này nhưng mà không thể thoát được các kiếp sau. Hãy đọc kinh Phật đi để mà biết, đừng có mà vô minh, đừng có mà sống mà chỉ có vài cái miếng ăn ở trong cái cuộc sống con người này, chỉ được vài chục năm thôi, bao nhiêu cũng đút vô cái mồm rồi gây ra toàn những tội ác tày trời. Mỗi người chỉ sống được có vài chục năm ở trên đất này thôi, lên sống có đạo đức con người đi, làm những điều tốt đẹp đi, để có kiếp sau chúng ta được sung sướng, để cho khỏi bao nhiêu người chết oan chết uổng. Làm như vậy là những tội ác, ác độc lắm. Mình bị bắn, bị giết, bị đánh, bị đâm, mình có đau không? Mà sao mình đâm người ta như vậy, người ta làm gì? Những người công an kia, người ta liên quan gì? Người ta dây dưa, người ta mắc mớ gì đến mà đâm người ta? Rồi những người dân đó cũng mắc mớ gì mà cũng đè người dân ra giết vậy? Hả? Giết cả người dân chứ đâu phải là không giết đâu. Xe đi ngang đường chặn giết luôn, bất cứ thấy ai đi khúc đường đó là giết hết. Thì cho thấy là cái đám này là đám gì hả? Ai thương đám này? Mỗi lần nhắc đến chúng nó tôi căm thù lắm. Đất nước chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi đổi mới, dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh, ai có tội đều phải chịu trước pháp luật, đâu có ai được thoát khỏi vòng lao lý đâu. Bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu công an đều bị vào lò hết. Nếu như có tham nhũng, có tội, có ai được thoát đâu. Sao chúng nó không nhìn thấy điều đó? Sau vụ này là để cảnh tỉnh cho những cái đứa vẫn còn và đang nuôi cái hy vọng chống phá đất nước, nhìn vào đó là một cái gương nha. Giết người không bao giờ thoát được. Tuy rằng có thoát được lúc đó, nhưng lúc sau cũng sẽ xa lưới pháp luật thôi. Xảy ra vụ giết người ầm ầm như vậy mà đòi trốn ra nước ngoài hả? Các cửa khẩu biên giới thích đi qua là đi qua, thích giọt lúc nào là giọt hả? Nói là người dân không thích chính quyền đó. Vừa rồi cái vụ trên Đắk Lắk đó, thấy chưa? Thấy người dân người ta đổ xô ra chưa? Người ta đổ xô ra, người ta bắt khủng bố chưa? Bởi vậy đừng có sai lầm là người dân không ủng hộ chính quyền. Chính người dân rất là ủng hộ chính quyền. Cả làng, cả xã hùa nhau ra mà đi tìm từng bụi cỏ, từng bụi tiêu, từng nương rẫy cà phê để tìm ra xem nó núp ở đâu. Để bắt, để giao cho công an, rồi để gọi công an tới. Nếu có súng, có vũ khí, người ta điện thoại cho công an tới, bao vây. Người dân và công an rất là phối hợp, rất là nhịp nhàng. Bích Phượng ở xa, Bích Phượng ngồi, Bích Phượng xem, mà Bích Phượng rất là ngưỡng mộ những người dân ở Tây Nguyên, ở Đắk Lắk. Có những hình ảnh của các cô gái cầm cục gạch cũng vậy, rất là cảm động. Khi giặt đến nhà thì đàn bà cũng đánh mà. Tụi này chúng ta đừng có coi thường. Chúng nó là cái dân khủng bố giết người. Chúng nó là giặc. Chúng nó đem vũ khí, chúng nó bắn, bắn vào chính đồng bào người dân chúng ta. Chúng nó là giặc, chứ chúng nó không còn không phải là đồng loại với chúng ta nữa. Chúng ta nên nhìn kỹ và nhìn nhận cho đúng. Không thì chúng ta mà cứ nghĩ nó là người Việt Nam á, thôi nó lỡ sai lầm nó thế này thế kia, thì có ngày chúng ta mất nước nha các bạn. Phải dùng cái trí não một chút. Có tự nhiên ai ở nước ngoài mà nhảy vào Việt Nam được không?
không có ai từ nước ngoài mà chạy vào Việt Nam mà phản động được hết, mà làm cái này làm cái kia đó. Bởi vì trong nước ta là toàn người Việt Nam, có người nước ngoài khác vào là chúng ta biết liền làm sao nó hoạt động được. Nhưng chúng nó sẽ dùng cái đồng tiền đó mà mua chuộc chính cái người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam với người Việt Nam chúng ta nghĩ là người cùng nước, chúng ta không để ý, không cùng đồng bào mà chúng ta đâu có để ý đâu, đâu có nghĩ là nó là như thế đâu, nhưng mà thật ra nó là như thế đó. Nó là vì đồng tiền đó. Nó cõng rắn về cắn gà nhà đó. Giặt ở trong chỉ có bên trong mới đem ra bên ngoài được nha, chứ còn bên ngoài ít khi nào nó vào bên trong được lắm, đúng không? Cho nên nhìn nhận chúng nó một cách á cho đúng vào, đừng nghĩ đó là người dân. Người ta hối hận rồi hay là người ta lỡ nha, không có đâu nha. Xong đám đó còn đám nữa, còn nhiều lắm, yên tâm đi. Nếu như mà nhìn đến cái quan hệ của chúng nó đó, và nhìn đến cái đám mà nước ngoài bây giờ đó, đám lưu vong đó, người Việt Nam lưu vong đó, nó đang lên clip hàng ngày đó, thì chúng ta biết rằng á chưa hết đâu nha. Và những cái đứa bây giờ đang lên Facebook đang xuyên tạc nữa đó, ổ nhóm chúng nó đó nha, chứ không phải là không biết gì, chứ không phải là người dân đâu. Đối với tôi hả, tôi sống ở cái Đồng Nai này này là rất là nhiều phản động này, nhưng mà tôi nói thật với các bạn, tôi để ý từng đứa một. Đứa nào khả nghi theo dõi nó từ ly từ tí một, có gì tôi báo với chính quyền, tôi biết được tôi quay lại, tôi quay hết clip lại, tôi báo lại cho chính quyền, tôi theo dõi nó. Tại vì những người chính quyền người ta ở xa lắm, đôi khi người ta không có biết nó. Còn như những người dân mình đây này, mình ở gần đứa nào này, phường xã xóm đứa nào, mình thấy nó khác này, mình thấy nó bỗng dưng đổi khác này, bỗng dưng là đổi mới này, chúng ta phải để ý, chúng ta phải theo dõi nó, xem nó làm gì, nguồn tiền đó ở đâu, hàng ngày nó đi đâu, nó làm ở đâu, nó gặp ai. Mình ở xóm mình biết mà, người dân thì biết hết à. Chứ còn nhiều khi chính quyền người ta không nắm được bằng mình đâu. Cho nên là rất cần sự tỉnh táo của người dân nha. Phát hiện ra sớm thì chúng ta được bình yên sớm, mà phát hiện ra trễ thì sẽ xảy ra nhiều chuyện đau lòng lắm. Mà những cái thằng mà nó làm như vậy á, thì các bạn thấy đó, đến nay là cái kết cục của nó, gia đình tan nát, mà bản thân là tù tội, mà nặng nữa là đang đối đầu với lại cái án tử nha. Luật pháp mà, luật pháp nghiêm minh thì luật pháp không có chừa một ai hết, ai cũng như ai thôi. Thôi, Bích Phượng xin kính chào tất cả mọi người.